Chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món giúp trà bông bằng nồi cơm điện nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg thịt thăn nhé đấy ạ. Thịt lạc thăn lại rất là ngon như thế này nhé. Thì khi chúng ta làm giúp trà bông lên lại nó sẽ trắng và ngon ạ. Thì cả làm giúp thường cũng thế, thịt thăn là làm giúp là ngon nhất ạ. Thịt thăn mình vừa mua rất là tươi ngon như thế này nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình hành thơm này, một mẩu quế này, một thìa canh hạt lêm, 1/2 thìa bột ngọt, 2 thìa đường nhé, 2 thìa muối. Và các bạn cho mình vào đây là nước mắm ạ, khoảng độ 5 thìa canh nước mắm ạ. Trước tiên thì mình sẽ thái cái phần thịt này ra nhé. Thịt mình sẽ thái ra thành từng miếng vừa phải để mình luộc sơ qua đi các bạn ạ, để bỏ bớt cái bọt của thịt heo đi. Bây giờ đang dịch lợn tả châu Phi các bạn ạ, nên các bạn mua thịt thì các bạn nên chọn những cửa hàng mua mình mua quen uy tín nhé, đảm bảo ạ. Và mình nên làm giúp tại nhà mình ăn chứ đừng mua giúp ngoài, sợ họ ham rẻ, họ làm những thịt không chất lượng ấy, thì chúng ta ăn sẽ không tốt cho sức khỏe nhé. Mình mua mình làm như thế này thì mình có thể dùng để cho bữa cơm gia đình hoặc là các con ăn sáng ạ. Pha miếng thịt ra. Đấy, nó sẽ có cái thớ như thế này các bạn ạ. Mình pha để cho nó dài ra. Để cái thứ dài dài này thì trà bông của chúng ta sẽ bông nhé. Mình cho vào một cái xoong luôn để mình trần qua lên. Cái phần này mình cũng lại lột bỏ cái phần bên ngoài thì cái gân của cái phần thịt trà thăn này ạ. Đấy, cái gân này mình sẽ nấu cái khác, mình không làm giúp ạ. Các bạn cho lên bếp và mình cho vào đây muối này, một ít muối, nước. Trần cái phần thịt này lên nhé. Và một chút rượu trắng để cho cái phần thịt này nó không còn cái độ hôi của thịt heo nữa. Cái phần hành thơm này các bạn sẽ băm nhỏ cho mình nhé. Đây các bạn, tại sao mình phải trần cái phần thịt này nhé. Mình trần cái phần thịt này đi để mình bỏ cái nước bọt này ạ. Cái bọt trắng này đây ạ. Chỉ cần trần qua 5 phút nhé, các bạn sẽ vớt bỏ cái phần nước bọt đi hoặc là mình vớt thịt ra để mình đem đi rửa cái phần thịt này lại nhé. Đây ạ, phần thịt mình đã đem đi rửa rồi nha. Nước vào rửa, các bạn sẽ vớt ra một cái ô cho mình. Bây giờ mình sẽ cho tất cả các gia vị này vào để mình ướp nhé. Các bạn sẽ ướp cho mình khoảng độ 30 phút đến 1 giờ ấy, để cho nó ngấm gia vị và sau đó mình sẽ đem đi mình nấu lên. Hành thơm, quế các bạn cũng cho vào, nước mắm, tiêu nếu mà các bạn muốn ăn ấy, thì mình cho sau cùng, cho có sợ nhiều lúc chúng ta nấu lên nó sẽ bị cháy ạ. Và một ít dầu ăn thì có thể cho luôn cũng được hoặc là sau nhé. Mình ướp luôn một ít dầu ăn vào đây nữa, chút dầu ăn vào để cho nó không bị khô ấy ạ. À.
đều lên cho nó ngấm gia vị vào. Các bạn, sau khi mình ướp thịt được 1 giờ các bạn nhé, đây ạ, cái phần thịt này nó đã ra nước như thế này nhé, và cái phần nước đây ạ. Và bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện mình nấu như nấu cơm nhé. Đây các bạn, sẽ cho thịt vào cái nồi cơm điện này cho mình. Cái phần hành với cả các bạn sẽ cho hết vào cho mình nhé, vét nó vào nó thơm. Mình chỉ cho gia vị và nước như lúc vừa nãy thôi nhé. Và khi bây giờ mình ướp mình nấu lên như này thì mình sẽ cứ thế mình nấu thôi. Các bạn sẽ cắm nồi cơm điện lên như nấu cơm. Đây ạ, mình bật bếp như nấu cơm nhá, và mình cứ nấu đến khi nào á, khi phần này nó sẽ nảy lên nút trên ấy các bạn ạ, sau đó thì mình mới kiểm tra nhá. Đây các bạn, sau khi mình nấu nhá, cái phần thịt của mình này ạ, nó đã mềm như thế này ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhá. Đây các bạn, mình nấu nó đã cạn hết rồi nhá, mình sẽ bỏ cái nước này đi. Các bạn, cái phần thịt đẹp của mình rất là mềm ra như thế này. Mình sẽ cho cái dĩa này, chúng ta có thể lấy được ngay ra cái phần thịt này. Khi mình cho vào nồi cơm điện thế thì chúng ta không thể mất công canh ở nấu trên bếp ga hay bếp từ nhé. Thì các bạn, khi cái phần thịt này làm nấu như này nó rất là tơi ra rồi nha. Đấy, mình chỉ cần thế nhỏ như thế thôi. Bây giờ mình có thể là cho vào cối xay, hoặc các bạn có thể cho vào giá để mình làm thành xào tơi đi nhé. Thì vẫn bóp mà còn đã ấy rồi. Đây các bạn, như vậy là mình đã được cái phần ruốc như thế này nhé. Và xà bông như này chỉ cần rang qua nữa là được. Nhưng tương tự mình sẽ làm với những cái khác như vậy, rất là bông nhé. Các bạn, sau khi mình xé xong nhé, mình đã được một kiểu chút xà bông như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện, mình rang lại nó lên một chút nhé. Hoặc các bạn có thể cho bằng chảo cũng được, nhưng mình làm bằng nồi cơm điện. Để các bạn dập nút nấu lên nhé. Đây các bạn, thỉnh thoảng mình đảo lên một tẹo nhé. Mình rang này để cho nó khô kiệt ạ, vì khi mình nấu lúc trước ấy, cái phần thịt của mình nó đã mềm và nó đã khô đấy ạ. Thêm một chút nữa thôi. Đây các bạn, khi mình làm cái phần ruốc này như này, nó đã khô lên rồi nhé. Là được rồi đấy ạ, các bạn sẽ để nguội cho mình. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái lọ nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm là giúp chả bông bằng nồi cơm điện. Chúng ta không mất nhiều thời gian nấu ạ. Và chúng ta có thể làm việc khác được ạ.